Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Hezbollah tuyên bố cuộc chiến với Tel Aviv bước sang giai đoạn mới khốc liệt hơn và lần đầu sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác tấn công Israel. Trong ngày 17 tháng 10, Hezbollah ở Liban nhấn mạnh, cuộc đối đầu của chúng tôi với Israel chuyển sang giai đoạn leo thang mới. Điều này sẽ được phản ánh trong những diễn biến và sự kiện trong những ngày tới. Thông báo được đưa ra sau khi quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwar, một đồng minh của Hezbollah. Tuy nhiên, tuyên bố của Hezbollah không đề cập đến thủ lĩnh Hamas. Trong một tuyên bố khác từ phía Hezbollah cho biết, hàng trăm chiến binh đã sẵn sàng chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Israel vào các ngôi làng phía nam Liban. Đồng thời, Hezbollah cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel đã gia tăng trong những ngày gần đây. Hezbollah cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của họ tiếp tục leo thang từng ngày với các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác được triển khai lần đầu tiên. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 18 tháng 10 cho biết khoảng 15 quả tên lửa đã được phóng từ Liban vào miền Bắc Israel. Còi báo động tên lửa đã vang lên ở khu vực Are và các cộng đồng xung quanh. Lực lượng phòng vệ Israel cho hay họ đã đánh chặn được một số tên lửa từ Liban, trong khi một số khác hiện rơi bên trong lãnh thổ Israel. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại trong cuộc tấn công này. Trong khi đó, phía Liban nói rằng 45 người đã thiệt mạng và 179 người bị thương trong các vụ tấn công của Israel trên khắp Liban trong 24 giờ qua. Số thương vong mới nhất nâng tổng số người chết ở Liban là 2.412 người và 11.267 người bị thương kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Hezbollah và Israel cách đây một năm, theo Al-Jazeera. Israel đẩy mạnh chiến dịch tấn công Hezbollah kể từ ngày 23 tháng 9 cùng với chiến dịch không kích quy mô lớn. Tel Aviv còn mở chiến dịch hạn chế trên bộ ở Liban nhằm đẩy lùi mối đe dọa từ Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, quân đội nước này đã phát hiện vũ khí tân tiến của Liên bang Nga trong các cuộc tìm kiếm căn cứ của Hezbollah ở miền nam Liban. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Figaro của Pháp, được công bố vào ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2006, chỉ có quân đội Liban mới được phép sở hữu vũ khí ở khu vực phía nam sông Litani của nước này. Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết trong khu vực này, Hezbollah đã đào hàng trăm đường hầm và kho chứa vũ khí, nơi Israel mới tìm thấy một số lượng lớn vũ khí hiện đại của Liên bang Nga. Liên quan tới vấn đề nêu trên, báo Bưu điện Washington Post trích dẫn các quan chức Israel cho biết, trong các cuộc tấn công ở Liban kể từ khi xung đột với Hezbollah leo thang vào tháng trước, quân đội Israel đã phát hiện vũ khí chống tăng của Liên bang Nga và Trung Quốc. Hiện nay, Liên bang Nga và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin nêu trên của báo Bưu điện Washington và quân đội Israel cũng chưa phản hồi ngay lập tức về câu hỏi của hãng tin AFP liên quan đến thông tin mà Thủ tướng Netanyahu nói với tờ Le Figaro. Theo AFP, chiến dịch quân sự tấn công Hezbollah của Israel là nhằm bảo đảm an toàn cho khoảng 60.000 người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Đây là những người đã phải đi sơ tán vì các cuộc pháo kích qua biên giới giữa Israel và Hezbollah sau khi cuộc chiến ở giải Gaza bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định rằng một cuộc nội chiến mới ở Liban sẽ là bi kịch và Israel không có ý định khơi mào một cuộc chiến như vậy, cũng như không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Theo ông Netanyahu, mục tiêu duy nhất của Israel là để công dân sống dọc biên giới với Liban có thể trở về nhà và cảm thấy an toàn. Hezbollah và Israel đã tham gia vào một cuộc đấu pháo dần leo thang sau khi các cuộc tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel làm bùng nổ cuộc chiến giải Gaza. Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế Liban do hãng tin AFP tổng hợp, kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công Hezbollah, ở Liban có ít nhất 1.373 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, AFP cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, mới đây, lực lượng phòng vệ Israel đã công bố đoạn phim về một căn cứ ngầm của Hezbollah ở miền nam Liban, phục vụ cho cuộc tấn công vào Israel với quy mô lớn hơn vụ thảm sát. Xuất hiện trong một đoạn phim được lực lượng phòng vệ Israel công bố ngày 14 tháng 10, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, đô đốc Daniel Hagari cho biết, ông đang ở trong bong ke tìm thấy bên dưới một ngôi nhà ở một ngôi làng của người Shia tại Liban, chỉ cách biên giới với Israel vài km. Theo người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, bong ke này đã sẵn sàng phục vụ cho lực lượng Radwan của Hezbollah tiến vào các ngôi làng và vị trí bên trong Israel để tiến hành một vụ thảm sát với quy mô lớn hơn vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Trước đó, trong một thông báo đưa ra vào tối ngày 5 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết binh sĩ từ lữ đoàn dù, đơn vị Yahalom và đơn vị công binh tác chiến của sư đoàn 98 thuộc Bộ Tư lệnh miền Bắc đã phá hủy 250 mét đường hầm và cơ sở ngầm được sử dụng bởi lực lượng Radwan của Hezbollah. Mạng lưới ngầm này được xác định và điều tra trong các hoạt động xuyên biên giới bắt đầu từ sáng ngày 1 tháng 10 của quân đội Israel với sự phối hợp của các đơn vị đặc biệt. Trong đường hầm của Hezbollah, lực lượng phòng vệ Israel phát hiện có các trung tâm chỉ huy, ba lô chiến đấu của khủng bố và các kho vũ khí lớn được cho là Hezbollah sẽ mang ra sử dụng để tấn công Israel. Bên cạnh đó, trong đường hầm còn có các khu sinh hoạt được trang bị nhà tắm, bếp và kho thực phẩm. Đáng chú ý, cơ sở hạ tầng ngầm này không mở rộng vào lãnh thổ Israel. Sau khi bị phát hiện, các đường hầm đã được niêm phong bởi đơn vị công binh tác chiến của sư đoàn 98 thuộc Bộ Tư lệnh miền Bắc và đơn vị Yahalom với sự phối hợp với Cục Kỹ thuật và Xây dựng của Bộ Quốc phòng Israel. Ngày 15 tháng 10, hãng tin Reuters cho biết thêm, Hezbollah sở hữu một mạng lưới đường hầm rộng lớn ở miền nam Liban mà phía bắc Israel ước tính dài hàng trăm km. Vào tuần trước, một chỉ huy chiến trường của Hezbollah đã nói với đài Reuters rằng các đường hầm là nền tảng của trận chiến. Vào sáng ngày 1 tháng 10, Israel tuyên bố bắt đầu triển khai chiến dịch trên bộ nhằm hạn chế vào một số khu vực phía nam Liban, nơi tập trung nhiều lực lượng của Hezbollah. Hoạt động này diễn ra sau 2 tuần Israel không kích dữ dội vào các mục tiêu của Hezbollah, nhất là ở phía nam thủ đô Beirut, nơi đặt trụ sở chính của Hezbollah. Mục tiêu của Israel khi điều quân vào miền nam Liban là đẩy lùi lực lượng Hezbollah nhằm cho phép 60.000 người Israel ở miền bắc di tản từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái trở về nhà. Đang nói tối ngày 13 tháng 10, thông tin Tổng tham mưu lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Hezi Halevi thiệt mạng đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội sau khi Hezbollah thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào gần khu vực Binyamina, khiến 60 người bị thương. Báo cáo về vụ ám sát tướng Halevi trở thành chủ đề xu hướng trên mạng xã hội X ngay sau vụ tấn công. Tiến sĩ Anastasia Maria Lopez, một chuyên gia về thẩm định thông tin trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, đăng tin rằng cái chết của ông Halevi đã được xác nhận. Ông Lopez viết trong bài đăng kèm bức ảnh bán chân dung vị tướng này, các báo cáo ban đầu xác nhận vụ ám sát Tổng tham mưu trưởng Hezi Halevi. Bắt xu hướng, bình luận viên người Mỹ Justin Hackley đăng trên mạng xã hội X rằng ông Halevi đã bị ám sát trong vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái có cáp quang hiện đại. Tài khoản của Hickley có hơn 2 triệu người theo dõi. Ông là người thường xuyên chỉ trích Israel bằng những lời lẽ gay gắt. Nhà báo và nhà nghiên cứu Ahmed, người có hơn nửa triệu người theo dõi, cũng chia sẻ thông tin tương tự. Tuy nhiên, báo chí Israel gọi đây là tin đồn trên báo The Jerusalem Post. Trong tuyên bố đưa ra vào nửa đêm ngày 13 tháng 10, chuẩn đô đốc Daniel Hagari xác nhận 4 lính Israel thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng không nói gì về tướng Hezi Halevi. Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố hôm 15 tháng 10 cho biết Israel lắng nghe ý kiến của Mỹ nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên lợi ích quốc gia mình. Dẫn lời một số quan chức liên quan, The Washington Post cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một tuyên bố với chính quyền Biden đã quyết định tấn công các mục tiêu quân sự của Iran thay vì các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân. Theo đó, các cuộc phản công sẽ được giới hạn nhằm ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện. Đồng thời, các hành động trả đũa sẽ được điều chỉnh để tránh gây ra hiểu lầm về sự can thiệp chính trị vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah ngày một leo thang và Israel được dự đoán sẽ sớm trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 1 tháng 10. Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các quốc gia vùng vịnh cũng tích cực vận động Washington ngăn chặn Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran khi những lo ngại về sự mất cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới ngày một gia tăng theo xung đột ngày một leo thang. Theo Hội Chữ Thập Đỏ Liban, một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng một tòa chung cư ở miền Bắc Liban hôm 14 tháng 10, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ không kích trên. Cuộc tấn công trên không đã đánh trúng một tòa nhà chung cư nhỏ ở làng Aito, cách xa các thành trì chính của nhóm chiến binh Hezbollah ở phía nam và miền đông Liban. Cuộc không kích của Israel diễn ra một ngày sau khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel, khiến 4 binh sĩ của Tel Aviv thiệt mạng. Tất cả đều 19 tuổi và làm 7 người khác bị thương nặng. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất của nhóm chiến binh Liban kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ và lãnh thổ của Beirut gần 2 tuần trước. Tổng cộng có 61 người bị thương trong cuộc tấn công UAV của Hezbollah hôm 13 tháng 10. Lực lượng này đã bắn hàng nghìn quả rocket, tên lửa và máy bay không người lái vào Israel trong năm qua, nhưng hầu hết bị đánh chặn hoặc bị bắn trúng ở những khu vực trống trải, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của người dân Israel nhưng ít gây thương vong. Ngay cả khi sự chú ý chuyển sang Liban, Israel vẫn đang chiến đấu với Hamas ở dải Gaza.
Cuộc chiến ở Gaza đã kéo dài hơn một năm sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, từ đó dẫn đến chiến dịch tấn công trả đũa của Israel gây ra xung đột leo thang trên khắp khu vực. Hezbollah và Hamas là đồng minh và cả hai nhóm này đều được Iran hậu thuẫn. Trước đó, vào ngày 14 tháng 10, một cuộc không kích của Israel vào sân bệnh viện ở dải Gaza đã khiến ít nhất 4 người tử vong và gây ra một đám cháy lan rộng khắp một khu lều trại dành cho những người phải tản cư vì chiến tranh, với hơn 20 người bị bỏng nặng. Quân đội Israel cho biết cuộc không kích ở Gaza nhắm vào các chiến binh ẩn náu trong dân thường mà không đưa ra bằng chứng. Trong những tháng gần đây, lực lượng Israel đã nhiều lần đánh vào các địa điểm trú ẩn đông đúc và khu lều trại, cáo buộc rằng các binh sĩ Hamas đã ẩn náu tại đó, sử dụng chúng làm nơi lên kế hoạch cho các cuộc tấn công. Bệnh viện Al-Qasa Martin ở thành phố Deir al-Bala, miền trung dải Gaza, đã phải vật lộn điều trị cho một số lượng lớn người bị thương do một cuộc không kích trước đó vào một trường học được chuyển đổi mục đích sử dụng thành nơi trú ẩn khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Cuộc không kích vào sáng sớm đã dẫn tới hỏa hoạn, ngọn lửa nhấn chìm nhiều căn lều. Đoạn video clip của hãng AP cho thấy trẻ em nằm trong số những người bị thương. Một người đàn ông khóc nức nở khi bế trên tay một trẻ mới biết đi và đầu bị băng bó. Một trẻ nhỏ khác bị băng ở chân được truyền máu trên sàn bệnh viện đông đúc. Hồ sơ bệnh viện cho thấy 4 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương. 25 người đã được chuyển đến bệnh viện Nasser ở phía nam Gaza sau khi bị bỏng nặng. Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu diễn ra sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel trong ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân. Khoảng 250 người bị bắt cóc làm con tin. Hiện gần 100 người vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. 1/3 trong số này được cho là đã thiệt mạng. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã sát hại hơn 42.000 người Palestine. Bộ này cũng nói rõ có bao nhiêu chiến binh, nhưng cho biết phụ nữ và trẻ em chiếm hơn một nửa số người tử vong ở Gaza. Khoảng 90% trong số 2,3 triệu cư dân của vùng đất này phải di rời vì chiến tranh, thường là sơ tán nhiều lần. Nhiều khu vực rộng lớn ven biển đã bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo.